Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị trên kênh Phán TV. Quý vị đừng quên bấm subscribe, bấm vào biểu tượng hình chuông để theo dõi những video mới nhất. Còn bây giờ là chi tiết chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, thời gian qua đã có không ít những vụ việc thuê côn đồ, dằn mặt chồng xảy ra gây phẫn nộ. Đặc biệt khi sự việc bị phanh phui thì dư luận càng bất bình hơn khi biết được bảng giá đâm thuê giết người chỉ với giá 100 triệu đồng. Không biết từ bao giờ mạng người lại rẻ mạt khiến một số đối tượng bất chấp đến như vậy. Liên quan đến vụ việc đâm thuê của nhóm côn đồ ngoại tình, Công an thành phố Hà Nội tiến hành bắt giữ các đối tượng sát hại ông Phạm Văn Đường, 56 tuổi, quê ở huyện Thường Tín, Hà Nội, hành nghề lái xe khách ở khu nhà trọ của người tình ở xã Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội. Trước thông tin trên rất sửng sốt khi kẻ chủ mưu trong vụ việc này lại chính là người vợ chính thức của ông Đường, Lê Thị Hiền, 54 tuổi. Đứng trước sự phản bội của người chồng, người phụ nữ nào cũng ghen. Nhưng ghen dữ dội, nghen kiểu mất lý trí và trở nên tàn ác như Lê Thị Hiền thì quả là đàn bà dễ có mấy tay. Sáng ngày 29 tháng 5 năm 2011, gặp Lê Thị Hiền tại Công an huyện Thanh Trì. Người đàn bà ở cách tuổi 54 ấy có dấu ấn của sự lam lũ nhưng vẫn khá sắc sảo. Người đàn bà ấy luôn miệng nói hai từ ân hận nhưng tuyệt nhiên không có một giọt nước mắt rơi. Phải chăng sự căm hận người chồng bạc tình đã khiến người đàn bà này nổi điên, có những hành vi rất độc ác? Theo lời Hiền kể với chúng tôi, bà ta đã có với ông Đường 4 mặt con, đủ cả nếp tẻ. Chúng đã lớn cả và có gia đình riêng. Đến khi đã lên chức ông bà nội ngoại thì tự nhiên ông Đường đổ đốn. Ông Đường yêu, mê như yếu đổ của Nguyễn Thị Vân, kém ông hơn 20 tuổi và còn kém cả tuổi đứa con đầu lòng của ông. Đó là thời gian cách đây 4 năm, ông Đường lúc đó làm nghề chở gạch và chị Vân thường bốc gạch thuê cho ông Đường. Có thời gian, chị Vân hay ngủ đêm lại nhà ông Đường tại Thường Tín để tiện cho công việc. Thế nhưng, lửa gần rơm, mối quan hệ trái ngang giữa ông chủ và người làm thuê ngày càng thắm thiết. Chị Vân cũng đã có chồng và hai đứa con. Chồng chị Vân thường làm công việc chạy chợ, buôn rau, còn hai con 15 tuổi và 12 tuổi học rất giỏi, nhiều năm liền tham gia đội tuyển học sinh giỏi cấp huyện. Mối quan hệ của ông Đường và chị Vân, cả gia đình hai bên đều biết. Thấy vợ có lỗi, nhiều lần anh Nguyễn Văn Lường, chồng chị Vân yêu cầu chấm dứt mối quan hệ bất chính để quay về nuôi dạy con cái, nhưng chị Vân không nghe. Cũng chính vì thế, gia đình chị Vân cũng đã từ mặt con. Mọi người trong gia đình ông Đường không cho Vân ở lại Thường Tín, nhưng họ không dập tắt được ngọn lửa tình bất chính của ông Đường và cô người tình trẻ. Vì chồng là nhân lực chính trong gia đình, với lại đã có với nhau 4 mặt con, nên bà Hiền đã cố nhẫn nhịn để cho con cái đỡ khổ và bị mang tiếng. Đã nhiều lần, Hiền cùng với một số người thân trong gia đình kéo sang nhà chị Vân để hỏi cho ra nhẽ và cùng nhau bàn bạc cách kéo hai người tách ra sau. Tuy nhiên, tất cả những động thái ấy của Hiền cũng không thể chấm dứt được mối tình bất chính của chồng và bà ta chấp nhận chuyện chồng có vợ bé nhưng dẫn nhau đi đâu sống thì sống. Hiền kể rằng bà ta phải chắt chiu mới được 3 cây vàng đưa cho chồng để mua chung xe chở khách. Từ ngày chị Vân về thuê nhà ở xã Tam Hiệp, Thanh Trì, ông Đường còn ít về nhà hơn, sẵn xe ô tô chở khách thì thường về luôn nhà chị Vân. Đối với ông Đường, hạnh phúc mới là tất cả. Ông Đường vốn là người hiền lành, tốt tính, chu đáo với vợ con. Từ ngày vấp vào cuộc tình ngang trái này, ông bẩn hắt vợ con, thậm chí đánh đập vợ. Người tình có thai, ông Đường bắt đầu nghĩ cách để có một cơ ngơi ổn định cho gia đình mới. Ông này về nhà đòi đất, chặt cây, xây nhà cho vợ bé ngay tại chính mảnh đất vợ con đang ở. Yêu sách oái oăm này đã khiến vợ con ông Đường tức giận. Hiển đã lên tận nơi trọ của Vân đánh ghen. Nhưng đáp lại, Vân về kể cho ông Đường, người đàn ông đang say mê vợ bé ấy để về nhà mắng chửi, nện cho Hiền một trận. Thế là giọt nước tràn ly. Hiền căm hận chồng, căm hận vợ bé của chồng, muốn dạy cho chồng Trang Hoa một bài học nhớ đời. Hiền đã thông qua em ruột là Lê Quang Phục để tìm một nhóm côn đồ dạy chồng một bài học. Phục lại nhờ người anh vợ là Đỗ Văn Khanh, 52 tuổi, trú tại xã Quất Động, Thường Tín. Khanh nhờ Phạm Văn Côi, 40 tuổi, bán hoa ở Dốc Bưởi. Cô nhận lời và đi tìm nhóm của Phạm Lâm, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội. Nhóm này gồm Lâm, Lê Thọ Nam, 41 tuổi, đối tượng có 4 tiền án, 1 tiền sự, Trần Minh Hiếu, 38 tuổi, Nguyễn Đức Chí, 25 tuổi, cùng ngụ tại phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai. Một bản hợp đồng chém người đã được thỏa thuận giữa Hiển và nhóm côn đồ của Lâm, Nam. Thật lạnh lùng, nhóm này đưa ra các giá như giết người 100 triệu, chặt chân 70 triệu, chặt tay 30 triệu đồng. Hiển đã thuê chúng chặt tay ông Đường với giá 30 triệu đồng. Nhưng mọi việc đã đi quá xa so với suy nghĩ của Hiển. Sau khi được Hiển chỉ điểm nhà trọ của chị Vân, tối 25 tháng 5, bọn Lâm đã thực hiện hợp đồng ngay. Khoảng 19 giờ 10, khi ông Đường vừa sang nhà hàng xóm chơi về, đang ngồi trên giường, còn chị Vân nằm cạnh, thì bọn côn đồ đến. Nam đội mũ và đeo khẩu trang để tránh nhận dạng,
sau đó mang dao vào chém ông Đường. Nhưng chúng đã thực hiện quá hợp đồng khiến ông Đường chết ngay trên đường đi cấp cứu. Khi Hiển biết tin ông Đường bị sát hại, bà ta đã biết ngay thủ phạm chính là nhóm của Lâm, nhưng vẫn cố tỏ ra không liên quan. Nhưng người đời đã nói có tật giật mình, bà ta đã thực hiện những việc không giống ai, khiến cơ quan công an nhanh chóng xác định được kẻ chủ mưu. Sau khi cơ quan công an phẫu thuật tử thi đối với ông Đường, Hiển đã nhanh chóng đưa xác chồng về chôn ngay, chứ không tổ chức đám ma như thông lệ. Trong buổi chôn, bà ta bịt khăn kín mặt mũi, có lẽ sợ mọi người nhìn ra được thái độ lo sợ của mình. Đến khi chôn cất xong cho ông Đường thì có lẽ Hiển đã không chịu được cảm giác ân hận và ám ảnh tội ác. Sáng ngày 29 tháng 5 năm 2011, khi cùng con trai lên công an huyện Thanh Trì trình diện theo yêu cầu của cơ quan công an, Hiển đã khóc với con. Việc của bố là do mẹ, có vấn đề gì các con tha lỗi cho mẹ. Các cán bộ của đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an huyện Thanh Trì đã xác định Hiển là chủ mưu của vụ việc và giám sát chặt chẽ mọi hành vi của bà ta. Khi Hiển lên trình diện tại cơ quan công an, các anh đã vừa khai thác bằng lý lẽ, động viên tinh thần đối tượng, Hiển đã khai báo thành khẩn về hành vi phạm tội của mình. Ngay trong chiều và đêm ngày 29 tháng 5, Công an huyện Thanh Trì và Công an quận Đống Đa đã có sự phối hợp của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an thành phố Hà Nội đã bắt giữ được 5 đối tượng liên quan là Nam, Lâm, Trí, Hiếu, Phục và đang giáo giết truy bắt 2 đối tượng còn lại là Côi và Khanh. Người đàn bà chủ mưu giết chồng ấy ngủ trước chúng tôi, cố gắng gượng lên để ngụy biện cho hành vi của mình. Tôi thuê chúng chặt tay ông Đường vì muốn ông Đường cụt tay để không lái xe được nữa. Như thế thì sẽ không có tiền chu cấp cho cô Vân. Ông ấy sẽ trở về nhà, sống dựa vào vợ con. Lúc đó chúng tôi sẽ chăm sóc cho ông ấy. Dẫu lý do mà Hiển đưa ra có lẽ chỉ để biện minh cho hành vi phạm tội của mình, nhưng người viết vẫn thấy có điều gì đó xót xa. Bởi người đàn bà này cũng đã phải chịu cảnh phản bội quá lâu rồi, đã chịu cảnh có chồng cũng như không, chẳng có cách nào để níu chồng về với gia đình. Nhưng dù thế nào, sự tàn ác của bà ta là không thể chấp nhận, cho dù có được mọi người cảm thông một phần. Trong vụ án này, kết cục thật đau xót, ông Đường bị chém chết, còn cô Vân ngay trong đêm xảy ra án mạng đã đâm đầu vào tàu hỏa. Dẫu không muốn trách người nằm xuống, nhưng rõ ràng nguyên nhân của sự việc xuất phát từ chính lối sống buông thả của hai người. Dẫu không muốn, nhưng chúng tôi vẫn thấy trách cả những người đã mất, đó là ông Đường và chị Vân. Họ đã vì tình cảm cá nhân mà chà đạp lên hai gia đình vốn đang yên ấm, nhẫn tâm với cả chồng, vợ và các con của mình. Ngay đến cách chị Vân đâm vào toa tàu, khi chứng kiến cái chết của ông Đường cũng chứng tỏ người phụ nữ này có cách sống ích kỷ khi trong bụng đang mang một mầm sống tí hon. Không còn tình cũng không còn nghĩa. Cách đây không lâu, vụ việc vợ thuê nhóm giang hồ xử chồng cũ do tranh chấp đất đai cũng từng gây bàng hoàng trong dư luận. Theo hồ sơ vụ án, trong quá trình chung sống, hai vợ chồng Lê Thị Tuyết Hạnh và Đoàn Anh Tuấn thường phát sinh mâu thuẫn ngày càng căng thẳng, do đó hai người quyết định chia tay. Ngày 27 tháng 10 năm 2010, Tòa án Nhân dân thành phố Vũng Tàu đã ra quyết định công nhận thuận tình ly hôn giữa ông Đoàn Anh Tuấn và chị Lê Thị Tuyết Hạnh, nhưng sau đó cả hai vẫn sống chung trong cùng ngôi nhà ở thành phố Vũng Tàu. Do không thống nhất được việc phân chia tài sản chung nên giữa hai người thường xảy ra cãi cọ, to tiếng với nhau, và sự việc đã được Công an phường 4, thành phố Vũng Tàu yêu cầu hai bên không được tái diễn, gây mất trật tự công cộng. Bực tức vì bị Đoàn Anh Tuấn đánh, khoảng đầu tháng 11 năm 2010, Hạnh nhờ Nguyễn Thị Yến, 41 tuổi, ngụ thành phố Vũng Tàu, là em kết nghĩa của Hạnh, tìm người đánh trả thù chồng mình. Sau khi nhận lời giúp Hạnh, Yến đến trại giam Xuân Lộc nhờ Phạm Anh Hoàng, tức Hoàng Nổ, là phạm nhân đang chấp hành án tại trại giam này, giúp Hạnh tìm người đánh trả thù. Nghe vậy, Hoàng nói với Hạnh là để Hoàng kêu thằng em tên là Nguyễn Hữu Tuấn ở ngoài Bắc vào giúp. Sau đó, Hạnh đã chuyển cho Hữu Tuấn 20 triệu đồng và Hữu Tuấn đến cửa khẩu biên giới phía Trung mua một khẩu súng để làm hung khí. Khi vào Vũng Tàu, Hạnh cung cấp cho Hữu Tuấn biết đặc điểm nhận dạng, nơi ở của ông Tuấn để Hữu Tuấn nhận biết người mình cân xử. Khoảng 19 giờ ngày 11 tháng 4 năm 2011, Hữu Tuấn đứng phục trước cửa phòng khám tại số 288 Lê Hồng Phong, thành phố Vũng Tàu. Khi thấy ông Tuấn điều khiển xe máy đi đường Lê Hồng Phong thì Hữu Tuấn liền bám theo. Khi thấy ông Tuấn dừng lại để mua thuốc thì Hữu Tuấn giơ súng nhằm thẳng vào người ông Tuấn bắn 2 phát đạn trúng vào đùi và tay của ông Tuấn. Ông Tuấn vừa hô cướp vừa đuổi theo Hữu Tuấn. Trong lúc đuổi theo, Hữu Tuấn bắn tiếp một phát nhưng không trúng người ông Tuấn. Sau đó, Hữu Tuấn đã trốn đến huyện Xuân Lộc, Đồng Nai ở nhờ nhà của một người để lẩn tránh và nghe ngóng tình hình. Đến ngày 26 tháng 4 năm 2011,
Hữu Tuấn quay lại thành phố Vũng Tàu đi đòi nợ thuê thì bị công an thành phố Vũng Tàu bắt giữ khi hắn đang cất giữ trong người khẩu súng và 4 viên đạn. Trước đó, tòa sơ thẩm đã xử phạt Nguyễn Hữu Tuấn, sinh năm 1981, thành phố Hải Phòng, 13 năm tù; Lê Thị Tuyết Hạnh, sinh năm 1961, ngụ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, 10 năm tù; Phạm Anh Hoàng, sinh năm 1969, ngụ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, 11 năm tù; Nguyễn Thị Yến, sinh năm 1973, ngụ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, 8 năm tù cùng về tội giết người. Sau bản án sơ thẩm, các bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Ngày 15 tháng 7, tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh đã chấp nhận kháng cáo của bị cáo Hoàng, Hạnh và Yến. Tòa tuyên giảm cho bị cáo Phạm Anh Hoàng từ 11 năm tù xuống còn 10 năm tù, giảm cho bị cáo Lê Thị Tuyết Hạnh từ 10 năm tù xuống còn 4 năm 6 tháng tù và giảm cho bị cáo Nguyễn Thị Yến từ 8 năm tù xuống còn 4 năm tù cùng với các tội danh trên. Ngày 15 tháng 6 năm 2018, Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Lê Văn Nuôi, sinh năm 1959, quê tỉnh Sóc Trăng, mức án tử hình về tội giết người và 3 năm tù về tội cướp tài sản, tổng hình phạt là tử hình. Liên quan tới vụ án, hội đồng xét xử cũng tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Minh Nguyệt, sinh năm 1962, vợ bị hại, 30 tháng tù về tội không tố giác tội phạm. Theo hồ sơ vụ án, Nuôi có nhân thân vô cùng xấu. Năm 1983, Nuôi bị Tòa án nhân dân tỉnh Sóc Trăng tuyên phạt mức án chung thân về tội giết người và cướp tài sản. Sau 16 năm ngồi tù, năm 1999, Nuôi được ân xá. Sau khi ra tù, Nuôi liên hệ Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu để làm thuê kiếm sống. Suốt mười mấy năm sống lương thiện, Nuôi được nhiều chủ dãy nơi đây biết đến là một người làm công hiền lành, chăm chỉ. Tối ngày 29 tháng 5 năm 2015, ông Hoàng, sinh năm 1959, ngụ xã Tân Lâm, huyện Xuyên Mộc đến dãy, nơi Nuôi làm thuê để chơi. Sau đó, Nuôi mượn xe máy của ông Hoàng đi uống cà phê, còn ông Hoàng ở lại dãy. Đến 0 giờ 5 phút ngày 30 tháng 5 năm 2015, Nuôi trở về thấy ông Hoàng đang nằm võng trước hiên nhà, nên cả hai đi vào nhà uống trà nói chuyện. Trong lúc nói chuyện, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn. Ông Hoàng dùng bình thủy tinh đập vào đầu Nuôi gây chảy máu, nên Nuôi đánh trả lại. Ông Hoàng lấy dao chém, nhưng Nuôi tránh được rồi tước dao chém chết ông Hoàng. Sau khi giết ông Hoàng, Nuôi bỏ trốn. Trong quá trình bỏ trốn, Nuôi có gọi điện thoại báo cho bà Nguyệt, vợ ông Hoàng, cho biết mình đã giết chết ông Hoàng. Dù biết vậy, nhưng bà Nguyệt vẫn im lặng, che giấu cho Nuôi. Biết cái giết chồng mình bị bệnh, bà Nguyệt còn nhờ người chuyển 5 triệu đồng cho Nuôi. Khoảng 10 ngày sau, Nuôi từ Campuchia về Sóc Trăng. Tại đây, Nuôi đào hầm trong phòng ngủ của mẹ Nuôi để trốn cho đến ngày bị bắt. Tại phiên tòa, bị cáo Nuôi thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Bị cáo cho rằng chỉ một mình bị cáo giết chết ông Hoàng, chứ không liên quan đến ai. Việc ông Hoàng bị chết là ngoài ý muốn của Nuôi, bởi giữa hai người có tình bạn thân thiết, không bao giờ bị cáo có ý định tước đoạt mạng sống của bạn. Bị cáo cũng thừa nhận trong thời gian lẩn trốn, có gọi về cho vợ bị hại khoảng hơn 20 lần để thông báo cũng như nói một số vấn đề. Giải thích về việc có liên hệ, gặp gỡ bị cáo nhiều lần trước khi chồng bị giết, bị cáo Nguyệt cho rằng chỉ để nhờ anh ba, bị cáo Nuôi, một số việc như làm dẫy, hay đôi khi nhờ anh ấy nói hộ đừng cho chồng qua ngủ chung nữa. Riêng việc gửi tiền cho bị cáo chữa bệnh, mặc dù đã biết Nuôi giết chồng mình, thì người vợ này lấp liếm rằng khi nghe ông Hạnh, người làm thuê cho gia đình bà Nguyệt nói anh ba cần tiền chữa bệnh thì bị cáo cho ông Hạnh ứng 2 triệu cộng với 3 triệu tiền công. Hôm đó, anh ba có gọi điện cho bị cáo, đọc số tài khoản, bị cáo ghi lại rồi đưa cho ông Hạnh gửi đi. Bị cáo chỉ nghĩ đó là tiền của ông Hạnh, thì mình trả cho ông ấy để ông ấy cho anh ba mượn thôi. Nghe vậy, đại diện người bị hại tỏ ra bức xúc. Họ nghi ngờ người đàn bà này có liên quan tới cái chết của ông Hoàng. Họ đề nghị hội đồng xét xử phải làm rõ vấn đề khác thường này. Em trai nạn nhân đặt vấn đề. Anh trai tôi có gái hú bù bịch thật, nhưng chúng tôi không nghĩ lại đến cơ sự như thế này. Chúng tôi nghĩ trong vụ này có đồng phạm, tại vì hiện trường còn có cả kích điện tự chế. Trên người anh trai tôi cũng có một số vết dí điện. Vậy một người có thể đồng thời dùng cả điện lẫn dao hay không? Căn cứ vào hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, hội đồng xét xử cho rằng không có căn cứ xác định bị cáo Nguyệt là đồng phạm với bị cáo Nuôi. Vì vậy, không chấp nhận yêu cầu của đại diện gia đình bị hại. Xét hành vi của bị cáo Nuôi là nguy hiểm cho xã hội, bị cáo cố tình tước đi mạng sống của bị hại, tái phạm nhiều lần. Vì vậy, hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt bị cáo mức án tử hình. Đó là nữ phạm nhân Hoàng Thị Nhàn,
sinh năm 1969, quê Thái Bình, thụ án 12 năm tù về tội giết người. Vừa cạo mũ cao su trở về, phạm nhân Nhàu lau mồ hôi, rụt rè chào chúng tôi. Gần 7 năm thụ án tại trại giam Đắc Trung, phạm nhân Nhàn chưa một lần được thổ lộ về câu chuyện lỗi lầm của mình ngày trước. Phạm nhân Nhàn nói đầy chua chát. Có một vài người hỏi chuyện của tôi, nhưng đó là chuyện buồn. Mỗi lần kể ra chỉ muốn khóc, mà khóc cũng chẳng dừng được. Tôi đã mất tất cả chỉ vì một phút nông nổi. Cái nét của người đàn bà mà ngoại tình rồi còn hại chồng như tôi, người đời chắc chẳng bao giờ hết chê bai được. Để mở đầu cho câu chuyện của mình, Hoàng Thị Nhàn sinh ra trong một gia đình thuần nông, nghèo, đông anh em. Bố mẹ mất sớm, chị em Nhàn phải chia nhau ở đợ họ hàng thân thích. Lớn lên một chút, Nhàn theo chân gia đình người chú vào Tây Nguyên xây dựng kinh tế mới. Vốn chăm chỉ chịu khó làm, nên Nhàn được mọi người rất quý mến. Đến tuổi cập kê, nhiều chàng trai thương thầm nhớ trộm Nhàn, nhưng cô gái mới lớn quyết định chọn anh Nguyễn Văn Sơn, sinh năm 1962, trú tại thôn Quỳnh Tân 2, xã Buôn Chấp, huyện Krông Anna, làm bạn đời vào năm 1988. Hơn Nhàn 7 tuổi, sự chín chắn và yêu thương vợ con hết mực của anh Sơn khiến bà con thôn Quỳnh Tân 2 ai cũng khen. Cuộc sống cứ ngỡ sẽ êm đềm hạnh phúc khi Nhàn lần lượt sinh 3 người con, 2 gái 1 trai cho chồng. Vậy mà cuộc đời của Nhàn đảo lộn khi xuất hiện người thứ 3 chen ngang. Đó là Bùi Sĩ Tuyên, sinh năm 1968, quê Thanh Hóa, ngụ thôn Tu Hai, xã Du Ca Ma, huyện Krông Anna. Tuyên cũng theo chân họ hàng vào Đắk Lắc lập nghiệp. Thường ngày thanh niên này đi hái cà phê, cuốc đất hoặc phát dẫy thuê kiếm sống qua ngày. Tuyên cũng có một mái ấm cho riêng mình với 3 con nhỏ. Một lần, Tuyên nghe hàng xóm giới thiệu nên đã tìm đến nhà Nhàn để xin chặt gốc cà phê, vào làm công cho gia đình anh Sơn. Thi thoảng, Tuyên được vợ chủ nhà rót nước mời những lúc trưa nắng. Vốn không đẹp mã, nhưng Tuyên được trời phú cho khoản ăn nói. Thế nên bằng sự quan tâm nho nhỏ và vài lời khen cũng đủ để khiến người phụ nữ đã có tới 3 mặt con bỗng chốc siêu lòng, nảy sinh tình ý. So với anh Sơn, Tuyên thua kém nhiều mặt, nhưng lại thường quan tâm, chăm sóc, lo lắng cho tôi những khi trò chuyện. Có lẽ vì thế mà tôi đã không làm chủ được lý trí của mình, nên đã đồng ý qua lại với Tuyên. Nhàn nhớ lại. Có nhân tình mới, việc nhà Nhàn bỏ mặc cho anh Sơn lo liệu. Nhàn thường lấy cớ việc trên dãy nhiều để ra ngoài từ sớm, đi làm với lý do tránh nắng, có hôm ở lại chòi ngủ cũng không về nhà. Hiền lành ít nói, nhưng anh Sơn cũng lờ mờ đoán được vợ có điều khuất tất nhưng không tiện hỏi. Người đàn ông này vẫn chịu khó xoay sở công việc và chăm sóc nuôi nấng 3 đứa con học hành. Có lần thấy Nhàn tất tưởi về nhà chẳng kịp ăn cơm lẫn nhìn 3 mặt con, rồi lại đi luôn. Anh Sơn to tiếng dẫn đến 2 vợ chồng cãi nhau. Do đang đắm chìm trong men tình ái với Tuyên, Nhàn yêu cầu anh Sơn ký vào đơn ly hôn với lý do không còn đem lại hạnh phúc cho nhau thì đường ai nấy đi. Đến lúc này, anh Sơn càng tin rằng vợ mình đang ngoại tình. Vậy là những lời đồn thổi bấy lâu nay của người dân trong thôn là có căn cứ. Tuy nhiên nghĩ đến 3 con còn đang tuổi cắp sách đến trường, đã nhiều lần anh Sơn đặt bút định ký ly hôn nhưng rồi lại thôi. Anh nghĩ cần thêm thời gian cho các con trưởng thành. Có ai ngờ được rằng chính việc anh suy nghĩ cho các con đã vô tình trở thành cái gai trong mắt của Tuyên và Nhàn khi mà hai người muốn đến với nhau. Cả hai bàn bạc cùng nhau hãm hại anh Sơn. Ban đầu, Nhàn định dùng thuốc trừ sâu bỏ vào đồ uống của chồng, nhưng Tuyên gạt đi, bảo như vậy dễ bị phát hiện. Tuyên cho biết trên dãy của nhà Nhàn, một số nơi còn sót lại bom mìn thời chiến tranh, nên cách tốt nhất để trừ khử cái gai trong mắt của chúng là đặt mìn hại anh Sơn. Nhàn nghe vậy thì đồng ý. Sau khi thống nhất, Tuyên đến nhà ông Bùi Văn Trưởng, mua 200 gram thuốc nổ về nhà tán nhỏ, rồi cho vào bình đựng dung dịch axit cũ. Tuyên đặt kíp nổ vào rồi cuốn chặt bằng một đoạn xăm xe đạp. Chế xong quả mìn, Tuyên đưa cho Nhàn cất giấu rồi dặn Nhàn mua một đoạn dây điện loại dây đôi dài khoảng 20m để làm dây dẫn kích nổ. Ngày 31 tháng 12 năm 2007, Nhàn đi làm dãy cà phê tại khu Sâm Canh ở xã Băng A Trinh, huyện Krông Anna và mang theo quả mìn tự tạo mà Tuyên đã đưa.
Trước khi đi, Nhàn hẹn Tuyên vào dãy để đặt mìn. Khoảng 11 giờ trưa cùng ngày, Tuyên đi xe máy mang theo dây điện đi vào dãy gặp nhân tình. Tuyên đã dùng chiếc cuốc chim đào một hố ngay cạnh một gốc cây mãng cầu để chôn quả mìn. Sở dĩ cặp gian phu dâm phụ chôn quả mìn ở đây vì Nhàn cho Tuyên biết hai vợ chồng mình thường hay ngồi ở đây nghỉ giải lao mỗi khi làm việc mệt nhọc. Tuyên giải dây mìn từ hố chôn đến chân đồi, còn Nhàn thì dùng lá khô và đất ngụy trang chỗ đặt mìn và dây điện để không ai phát hiện ra. Cả hai lập kế hoạch xong rồi cùng nhau ra về. Ngày 6 tháng 12 năm 2007, Nhàn gọi điện cho Tuyên thông báo việc hai vợ chồng Nhàn đi làm dẫy. Tuyên phóng xe máy đến trước. Trên đường đi, gã mua hai cục pin đấu dây điện, chờ đợi vợ chồng Nhàn đến. Khoảng 8 giờ 50 cùng ngày, hai vợ chồng Nhàn đi làm dẫy. Nhàn để bịch bánh rán ở dưới gốc cây mãng cầu, rồi nói với chồng là vào nhà anh Nguyễn Văn Ái mượn thêm chiếc cuốc để làm việc. Anh Sơn không hề mảy may nghi ngờ, cũng chẳng hay biết một âm mưu chết người đang rình rập mình. Thản nhiên ngồi xuống gốc cây lấy bánh rán ra ăn. Về phần Nhàn, khi vừa đi khỏi, Thị liền móc điện thoại gọi cho Tuyên, cho biết anh Sơn đã ngồi vào vị trí và dặn Tuyên quan sát, chuẩn bị hành động. Khi Nhàn vừa đi khỏi khu vực có thể bị ảnh hưởng bởi sức nổ, Tuyên bèn đấu hai đầu dây điện. Một tiếng nổ inh tai nhức óc vang lên, khiến tất cả những hộ dân và người làm dẫy xung quanh giật mình kinh hãi. Nghĩ kế hoạch đã thành công, Tuyên bỏ chạy về nhà. Sau khi khói tan, mọi người chạy đến thì phát hiện anh Sơn bị văng ra xa đến 10 mét, vẫn còn đang thoi thóp thở. Ngay lập tức, mọi người đưa nạn nhân đi cấp cứu. Nhàn lúc này cũng giả vờ quay lại nơi xảy ra vụ nổ. Thấy chồng vẫn còn sống, Thị vội vã chạy về nhà thông báo cho gia đình anh Sơn dẫm phải mìn nên bị thương phải đi viện cấp cứu. Tại hiện trường, người thì cho rằng do anh Sơn ngồi phải chỗ còn sót lại bom mìn. Người thì cho rằng anh Sơn bị ai đó hãm hại. Sau đó công an xã A Trinh đã lập tức có mặt để bảo vệ hiện trường. Họ nhanh chóng giữ một cuộn dây điện dài khoảng 20 mét, nghi vấn về một kế hoạch giết người đã được trình báo lên công an tỉnh Đắk Lắk. Qua sàng lọc và truy xét nhanh những kẻ tình nghi, công an lần lượt bắt giữ Bùi Sĩ Tuyên ngay tại nhà của y và Hoàng Thị Nhàn 3 ngày sau đó để phục vụ công tác điều tra. Tại cơ quan điều tra, Nhàn cúi đầu thừa nhận mình có quan hệ bất chính với Tuyên, nhưng bị bố mẹ anh Sơn phát hiện nên nảy sinh mâu thuẫn với gia đình chồng. Nhiều lần đòi ly hôn không được, Nhàn bàn bạc với Tuyên tìm cách hãm hại anh Sơn. Về phần nạn nhân, anh Sơn đã may mắn thoát chết kỳ diệu vì đúng lúc anh đứng lên để đi lấy nông cụ thì quả mìn mới phát nổ. Nhờ vậy mà sức công phá chết người đã được giảm nhẹ phần nào. Theo kết quả giám định thương tật, anh Sơn bị thương tật 30% sức khỏe vĩnh viễn. Anh Sơn không chết là ngoài dự tính của cả hai người, Tuyên và Nhàn, nên cả hai sau đó đều bị truy tố về tội giết người. Với tình tiết tăng nặng là có tổ chức và có tính chất đê hèn. Nhàn là người khởi xướng và lên kế hoạch để Tuyên thực hiện, nên tại phiên tòa sau đó không lâu, Thị phải nhận mức án 12 năm tù. Còn nhân tình của Nhàn là Tuyên cũng phải nhận 11 năm bóc lịch. Nhàn kể lúc ra tòa tôi mới thấm thía mình sao lại dại dột và nông nổi đến thế. Nhưng có lẽ lúc ấy đã quá muộn rồi. Tôi chẳng trách ai được, chỉ trách mình không ra gì mà thôi. Trong suốt cả phiên tòa, tôi và Tuyên chẳng ai nói với ai lời nào. Nhìn thấy chồng một bên tay vẫn còn băng bó khi ra tòa làm chứng, tôi không dám đối diện với anh ấy. Khi tòa cho phép nói lời sau cùng, tôi cũng chẳng biết phải nói sao cho nên lời. Nhìn thấy đứa con còn chẳng hỏi han tôi lấy một câu, thì tôi biết cái giá phải trả cho hành động của mình đắt đến nhường nào rồi. Ngày đầu mới vào trại cải tạo tại trại giam Đắc Trung, phạm nhân Nhàn cho biết mình chỉ khóc, khóc nhiều đến nỗi hai mắt sưng húp cả lên. Nhiều bữa còn bỏ cơm khiến cán bộ quản giáo phải thay nhau động viên, chia sẻ mới giúp tinh thần của nữ phạm nhân này khá dần lên. Bằng những câu chuyện, những cảm thông, quản giáo Nguyễn Hoàng Giang là người trực tiếp giúp đỡ, tạo điều kiện để phạm nhân Nhàn hòa nhập với môi trường mới, gắng cải tạo tốt để nuôi hy vọng phục thiện cho một ngày trở về. Đại úy Giang nói, đọc qua hồ sơ của phạm nhân Nhàn, chúng tôi hết sức bất ngờ bởi phạm nhân này tuy mức án không quá nặng nhưng lại cùng với nhân tình đặt mìn hại chồng. May mắn trong vụ việc là anh chồng đã thoát chết thần kỳ. Sau khi vào trại giam, sự day dứt về những lỗi lầm đã khiến cho Nhàn có tâm lý bất ổn, chán trường.
Bằng tất cả kinh nghiệm nhiều năm công tác, lại cùng là nữ giới, Đại úy Giang đã nhiều lần tranh thủ những lúc công việc có thời gian nghỉ ngơi để trò chuyện, động viên Nhàn, nỗ lực phấn đấu. Cũng nhờ sự chuyển biến tích cực đó mà Phạm Nhân Nhàn đã được xếp vào diện được giảm án của Hội đồng Cán bộ Quản giáo Trại giam Đắc Trung. Tôi được giảm án 3 lần rồi, tổng cộng là 11 tháng. Chỉ cần cố gắng thêm một thời gian ngắn nữa là có thể trở về rồi. Nghĩ đến ngày về, vừa mừng vừa buồn. Mừng vì không còn khoác chiếc áo kẻ sọc này nữa. Nhưng buồn vì không biết phải đối mặt với cuộc sống thực tại và chồng con ra sao. Nhưng tôi đã nghĩ rồi, cái gì cũng sẽ đến, ai cũng có lỗi lầm cả. Nhưng tôi sẽ xin chồng và các con để có cơ hội được làm lại cuộc đời mình. Dù biết nó chắc chắn sẽ không hề dễ dàng, Phạm Nhân Nhàn tâm sự. Khi chúng tôi hỏi về việc xin không được viết thư xin lỗi người thân và người bị hại, Phạm Nhân Nhàn nói bằng giọng trầm buồn. Người bị hại trong vụ án cũng là người chồng mà tôi từng gắn bó yêu thương. Tôi đã phản bội anh ấy, lại còn suýt hại chết anh ấy nữa. Nên mỗi khi nghĩ lại chuyện cũ, tôi thấy mình không xứng đáng với tình cảm mà chồng con đã dành cho mình. Tôi đã xin không được viết thư xin lỗi, nhưng các cán bộ quản giáo động viên bảo tôi nói ra được lòng mình, dù anh ấy có chấp nhận hay không, cũng sẽ khiến tôi nhẹ lòng. Đến ngày cuối cùng của đợt viết thư, tôi mới thức trắng đêm, viết một lá thư vừa đủ dài để xin lỗi chồng mình. Dừng lại một lát, Phạm Nhân Nhàn nói tiếp. Nhưng mà sau đó tôi lại không gửi ngay. Tôi viết một lá thư khác, dài hơn lá thư cũ và gửi hai lá thư cùng một lúc. Bao nhiêu tâm sự, bao nhiêu đắng cay tủi hờn của những ngày tháng ân hận trong trại giam, tôi gửi cả vào trong đó. Tôi không mong mình nhận được lời chấp thuận của chồng, nhưng tôi hy vọng anh ấy hiểu được tôi đã say dứt rất nhiều khi tự ném đi hạnh phúc mà chính mình gây dựng, vun đắp lên. Thời gian dần trôi, nỗi đau nào cũng sẽ nguôi ngoai. Các con của Nhàn lần lượt trưởng thành và bước vào giảng đường đại học. Chúng dần hiểu ra câu chuyện và tha thứ cho Nhàn. Có thời gian rảnh là lại lên thăm mẹ. Nhận từ con những đồ dùng cần thiết cho sinh hoạt hàng ngày, Nhàn không quên hỏi thăm về anh Sơn và gia đình, dù biết chồng mình vẫn còn chưa tha thứ chuyện cũ. Nhàn gạt nước mắt kể, cách đây khoảng gần một năm, tôi bất ngờ khi thấy anh ấy lên cùng đứa con út thăm tôi. Tôi khóc ngay tại chỗ vì xúc động. Hai vợ chồng ngồi với nhau một lúc lâu mà chẳng ai nói với ai câu nào. Tôi mở lời trước hỏi thăm anh ấy và các con ở nhà. Rồi tôi nói xin lỗi anh ấy trực tiếp. Đáp lại tôi, anh ấy chỉ bảo, sao vợ chồng mà nông nổi vậy? Dù gì cũng là cái nghĩa, cái tình. Tôi gắng nuôi các con để nhận lấy cho mình một quả mìn hay sao? Nghe thế tôi lại khóc rồi nói với anh ấy. Chuyện cũ qua rồi, em biết mình sai. Một phút nông nổi nên phải chịu cơm tù áo số thế này. Anh hãy tha thứ cho em. Nhưng anh Sơn chỉ im lặng rồi về. Nhàn tâm sự, ai cũng có lỗi lầm. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều nên sẽ cố gắng làm lại cuộc đời mình, dù biết sẽ có vô vàn khó khăn chờ đợi. Nhưng các con động viên tôi nhiều lắm, các cán bộ quản giáo cũng vậy. Nếu không có lẽ tôi đã bỏ cuộc rồi. Ra tù tôi sẽ về gặp chồng rồi quỳ xuống xin lỗi anh ấy một lần nữa. Qua lời của các con kể thì tôi biết anh ấy vẫn còn thương tôi nhiều lắm. Trước khi kết thúc câu chuyện với chúng tôi, nhà nhờ chúng tôi nhắn nhủ tới chồng mình rằng: hãy giữ gìn sức khỏe anh ạ, gắng chăm lo cho các con. Em ân hận về chuyện cũ, 7 năm qua chẳng lúc nào quên được, nên dặn lòng mình phải cố gắng làm lại để trở về chuộc lỗi với anh và các con. Đến đây thời lượng của chương trình đã kết thúc. Quý vị đừng quên bấm subscribe để xem những video mới nhất của Phán TV. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.